Rồi, Trung Nguyễn Toàn gửi lời chào đến tất cả các anh em ha. Thì đã trở lại clip tiếp theo của kênh mình. Thì anh em vô xem nhớ ủng hộ cho mình ha, bằng cách like, chia sẻ và cũng như ủng hộ sản phẩm. Thì hôm nay thì tiếp tục là ngày giãn cách tiếp theo anh em. Thì hôm nay là ngày 23 thứ 6 tháng 7. Ngày 23 tháng 7 ha, thứ 6. Thì tiếp tục là ngày giãn cách thì hàng toàn giãn đóng đi cho anh em. Thì Toàn cũng quay cái clip này cũng như là mình cũng báo cho anh em, những anh em mà từ cái ngày phong tỏa cách ly tới nay là Toàn quay cũng mấy clip, nhưng mà cũng có anh em chưa xem, anh em cũng phân vân là hàng gửi đi không được. Thì hôm nay Toàn tiếp tục làm gửi cho anh em, thì cũng nói hàng vẫn đi bình thường nha anh em. Thì hôm nay thì mình cũng có một số mẫu cho anh em thông dụng đi làm ăn anh em. Thì hôm nay được chắc hơn 20 cái, nhưng mà bữa nay đồ nhỏ nhiều anh em, thì cho nên Toàn mới làm hoàn thành từ hôm qua nay ha. Thì hôm qua Toàn đã đóng rồi, thì tiếp tục là hôm nay thì giấc này tầm cỡ 2 giờ mấy anh em, thì Toàn làm cái clip này rồi xong thì Toàn cũng đóng hàng gửi cho anh em ha. Thì có những cái mẫu thông dụng gì là rất là dễ cho anh em đi thông dụng làm ăn ha, làm ăn là rất phù hợp anh em, đi tải đồ rất phù hợp ha. Còn em đòi những cái cánh thái cùi lớn là không thể nào đi tải mà đi mình làm ăn chở nặng được ha anh em. Đây thì những cái mẫu này thì cho anh em đi được 63 tới 66, 64, 67 đó. Thì ngoài ra thì nếu anh em đi máy xăng đi được máy 7 rưỡi anh em, 7 rưỡi hoặc 6 rưỡi hoặc 8 rưỡi. Nhông sên đi tải thì đi 13, 15, 18, 20, chiền sên 19, 30 đó. Thì cái mẫu này nó cũng giống như cái mẫu Toàn mới giới thiệu này, thì có ký hiệu là F4 ha, CVF4. Thì nó cũng công dụng vậy, nhưng mà cái mẫu thì nó hơi khác anh em. Mẫu này nhìn thấy cánh nó hơi sắc sảo hơn, mình ra cánh nó sắc sảo, cốt nó cũng lở, nó chồm trước. Thì chạy cái thể loại cũng như vậy, máy xe rồi máy xăng rồi máy nhông sên. Thì cái này cũng vậy luôn em. Này ít là thì giống cái mẫu đầu tiên còn giới thiệu đó. Rất là thông dụng cho anh em làm ăn ha, dày dặn cứng cáp. Đây cũng vậy luôn em đó. Thì cái cùi nó tầm khoảng cỡ 4 phân nè, 4 phân không 4 phân. Thì cái này lắp 16. Thì cái lô này Toàn có làm hai cái lắp 16, cái lắp 18, cái này lắp 18 nè. Này thì máy 6 xéo anh em, hàng dày 5 rưỡi 6 rưỡi hoặc 7 đó, cốt xéo. Thì ở đây Toàn có cái mẫu này mới anh em. Thì nói chung cái mẫu này thì mẫu này Toàn làm cho máy độ chạy ha. Thì Toàn làm cho cái máy từ thằng 11, 13, 15, 18, 20 là cốt thẳng trực tiếp. Là mình xài máy độ nghe anh em. Này máy làm ha, máy bên hết máy. Nắp đùm cam. Họ nắp đùm chạy cũng được. Đó. Thì này thì mẫu chế anh em thì hai cánh thái. Thì cái mẫu này thì toàn bao tốc độ hơn cái mẫu 11cc hết anh em. Đó, những anh em nào có xài 11cc thì chuyển qua xài mẫu này, thì toàn bao cái mẫu này tốc độ 11cc cho anh em. Đây. Đây thì cánh nó tầm khoảng cỡ tắc 9 anh em. Đây mình có đóng 316 cho anh em luôn ha. Thì cái này thì toàn không có đóng tên, nó mỏng quá, thì cái đường này nó mỏng quá mình không có đóng, mình đóng sợ nó bể. Đó. Thì những cái hàng này thì toàn bao cho anh em đi tốc độ ha, mình đi tốc độ để đua giao lưu này thì ok ha. Còn cái này thì mẫu này anh em đi làm thì cũng được nữa, nhưng mà anh em phải dặn Toàn làm đi làm thì Toàn sẽ làm đáy nước hỗn chút cho nó lẹ chút anh em, thì nó sẽ phát huy được. Mình xuống chở đồ thì nó sẽ không bị bựa máy. Đây. Thì từ 11 tới 20 anh em cốt thẳng. Thì đây có cái dòng Kubota 4 anh em. Này thì mẫu này bao cho anh em dày dặn cứng cáp ha, bao hư cho anh em ha. Dùng là bao đi ăn lục bình cho anh em luôn, cây cối là bao hết. Chung gắt là dày dặn cứng cáp.
Nói chung là những cái mẫu này là nó cứng hơn những cái mẫu khác, bao cho anh em là như vậy anh em, chứ còn nếu mình bao không hư là không đúng anh em. Hư nhưng mà nó hạn chế hơn những mẫu khác ở thị trường. Thì cái mẫu này thì 475, 472, 478. Còn nếu anh em xài được thằng 384, 382, 386. Đó. Cái này khách dặn găng 20 anh em, thường là con nhiều, lâu lâu cũng có cái găng 20. Thì cái này mẫu này thì toàn làm cho cái 74. 3T74. Nha, ba cánh thái tải. Cái nọ mẫu này thì mẫu có đóng là B76 nhưng mà toàn cắt lại làm cho 74 hoặc 72. Cái này thì găng nó 18. Cái này thì còn làm cho khách cái láp 18, làm cho cái máy xe chạy nhông sơn ha, 3T63 diền sơn 12. Thì cái thể loại này anh em xài được thằng Kubota 4 ha, 472, 475, 478 hoặc là 382, 384. Đó, thể loại nó cũng giống như cái cánh thái lớn này, nhưng mà cánh thái này cánh thái cùi cao, còn cánh thái đó cánh thái tải. Thì ở đây có hai cánh, có cái hai cánh thái tải anh em, thì có thể cho anh em sử dụng máy 72, 78 đó, 74. Thì cái mẫu này còn có phục vụ cho anh em từ thằng 63 luôn, 63, 66, 68, 72, 74, 76, 78 đó. Này có đầy đủ cho anh em ha. Rồi thì tiếp tục cái mẫu này anh em thì hai cánh lào, thì hôm nay mình có làm cho khách hai cái này, khách quen ha, thì anh em đã có xài rồi thì hôm nay đã dặn nữa. Thì cái này xài cho 13, 18, 20 ngựa cốt thẳng. Mẫu này thì cốt dài anh em ơi, mẫu này thì cốt nó 6 phân rưỡi rồi. Cái này cũng vậy luôn em, hai cánh lào ha, 6 phân rưỡi cùi anh em. Thì cánh đường kính một phát chính. Đây thì cái này cái 11 hai cánh thái, 11 10 ngựa. Thì anh em có thể sử dụng cho máy 10, 11, máy 9, máy 8 thì mình sử dụng cho anh em mẫu này. Rồi, tiếp tục qua cái dòng máy nhỏ anh em, thì hôm nay mình chốt được 9 cái máy nhỏ. Đó, được cái con máy 6 làm ha, cốt thẳng. Khách dặn làm nắp đùm với ga chén. Đó thì toàn làm con 6, lấy cái mẫu 7 làm cho anh em nè, còn đóng chữ 7HP nè. Làm cho con máy 6 bình thường, mình để cái số 7HP luôn, mình không mài bỏ. À, được một cái này tắt 8 anh em. Thì cái thể loại này thì bữa nay toàn chốt ngẫu nhiên cho anh em được 8 cái, 8 người khách, 6 người khách. Có người dặn hai cái. Thì cái này mẫu hai cánh Thái anh em, thì cũng có một số anh em kêu hai cánh Mỹ, tại vì mình nhìn nó giống cánh Mỹ nè. Bên Mỹ ta chạy anh em. Thì nó cũng ngã ngã như nè, cái này thì chuyên đi tải anh em, có tốc độ cút nước ha, nhẹ kìm. Cái này thì 5 rưỡi, 6 rưỡi đó, hoặc là 7, đổ lại thôi nghe anh em. 75 xài không được ha, mình 75 mình làm mẫu này không được, có những một số anh em làm được thì làm, chứ toàn làm mẫu này thì từ 7 đổ lại thôi. Đây thì cái này 5 người khách hay 6 người khách thì dặn đó, cái này toàn coi trên giấy toàn mới nhớ được, tại toàn có ghi á, có người dặn hai cái đó. Nguyên lô là 8 cái nên. Này thì hàng AB anh em, bao xét cho anh em luôn đó. Thì hôm nay thì đại khái như vậy anh em, thì toàn quay clip thì cũng khuyến khích với anh em là hàng vẫn đi bình thường, chứ còn dịch này không ảnh hưởng anh em. Thì đôi khi thì nó đi hơi chậm thôi, chứ không ảnh hưởng gì vấn đề mà đi được với không được nha, vẫn đi bình thường đó. Tại vì một số anh em mấy ngày nay điện dặn hàng là cứ lo là dịch đi không được, nhưng mà vẫn đi bình thường.
thì thằng cố gắng làm xong luôn quay clip đang báo cho anh em như vậy ha, chứ còn hàng thì vẫn là những cái mẫu thông dụng cho anh em đi làm ăn thôi, chứ còn thật chắc chưa có mẫu nào mới để phát huy tốc độ hơn những cái mẫu cũ này anh em. Nếu mà có thì Toàn sẽ quay lên giới thiệu cho anh em ha. Rồi clip Toàn đến đây kết thúc nha. Nếu anh em nào thấy clip mình có hữu ích thì anh em cứ bấm vô kênh đăng ký của mình ha, và nhấn chuông chờ những cái clip tiếp theo mình ra sẽ ủng hộ xem tiếp mình ha. Rồi chào tất cả anh em.